Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã trở thành một truyền thống đẹp. Hàng năm cứ vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì người dân huyện Lúa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại náo nức tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, dòng sông lịch sử và thơ mộng. Và sáng nay, ngày 2 tháng 9 năm 2015, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hàng chục ngàn người dân khắp nơi ở huyện Lúa Lệ Thủy cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tề tựu về đây phấn khởi và hào hứng chờ đợi cuộc so tài gay cấn giữa các đội đò bơi tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm 2015. Kính thưa quý vị, không biết từ bao giờ ở vùng quê huyện Lúa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát tích và tồn tại câu ca dao mang một khẩu khí vui tươi, phấn khởi, tưng bừng hội hè và đậm đà sông nước quê hương. Dù ai đi Tây về Đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem hội quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Thưa quý vị, lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang từ lâu đã trở thành một ngày hội lớn của người dân huyện Lúa Lệ Thủy. Và đây là một lễ hội mang đặc trưng của cư dân vùng đất Đồng Chiêm Trũng, dạt dào sông nước mênh mang, hào sảng tinh thần thượng võ và lấp lánh tinh thần nhân văn cao cả. Kể từ sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập, thì lễ hội này còn mang thêm một ý nghĩa cách mạng hào hùng. Và bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một sự kiện văn hóa, chính trị to lớn được tổ chức đều đặn hàng năm đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của đất nước. Thưa quý vị, với những ý nghĩa và giá trị to lớn đó, vào ngày 1 tháng 9 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 2549 QĐ-UBND công nhận và ghi vào danh mục lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh. Và kính thưa quý vị, toàn bộ chương trình lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV. Chương trình do Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức thực hiện với sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, sự phối hợp truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, VNPT Quảng Bình và sự tài trợ ủng hộ sẻ chia của các nhà tài trợ. Còn sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng về với quê hương huyện Lệ Thủy, gạo trắng, nước trong, sơn thủy, hữu tình với điệu hò khoan làm say đắm lòng người qua một phóng sự ngắn sau. Tiếp trong bên bắc rửa chàng sâu rồi bên nam thiệp bèn duyên chàng rồi như giang mà bèn lửa chàng gắn tin thiệp như nhựa gắn phong mê thứ ơn nhớ ông Nguyệt kết tóc mà sẽ tơ nên duyên chàng với vợi là nên duyên chàng với thiệp vẹn lời thề trăm năm. Nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Bình, ôm tròn dòng Kiến Giang thân thương trìu mến với những tinh hoa của ruộng đồng làng quê. Lệ Thủy là chiếc nôi sản sinh ra những điều hò khoan mượt mà làm mê đắm lòng người. Hò khoan Lệ Thủy gắn với cuộc sống của người dân vùng quê Chiêm Trũng, sông nước, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình cảm lửa đôi, thể hiện tinh thần đoàn kết của con người trong việc chống lại sự hà khắc của thiên nhiên, đồng viên thúc giục người dân xứ Lệ vượt lên khó khăn để lao động sản xuất. Người quê em Quảng Bình duyên nợ, dẫu khó nghèo vẫn nhớ tin. Hò khoan Lệ Thủy đi vào lòng người bởi thần thái riêng biệt, đặc trưng, khi thì nhịp nhàng, mạnh mẽ, lúc lại từ tình, hoan thai. Có cái mượt mà sâu lắng vì yêu thương, lại có cái lê lắt khắc khoải vì nhớ nhung xa cách. Làn điệu dung dị mượt mà, nhưng lại hàm chứa sự thông minh, lém lỉnh của người dân xứ Lệ trong cách đối đáp với chính làn điệu. Mải tre, mải nền, mải sắp, mải ruỗi, mải nhì, mải ba, hò khơi, hò nầu xăm, hò địa trâu. Mỗi làn điệu khi được cất lên đều là những đặc trưng tinh hoa mang giá trị nghệ thuật độc đáo, thể hiện đúng bản chất nồng hậu, yêu đời, yêu người của người dân Lệ Thủy
mà ít nơi nào có được. Lệ thủy gào trắng nước trong, ai về lệ thủy thông sông con người. Câu hò vang vọng ngàn đời, đêm trăng cội gào tình người đắm say. Sinh thời, đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi lần về thăm quê hương là mỗi lần người muốn thả hồn mình hòa cùng những làn điệu hò hoan lệ thủy. Bôn ba phàn dầm, vậy nhưng khi trở về quê nhà, nghe hò hoan, người vẫn gõ đúng nhịp, hát đúng lời, làn điệu dân ca nơi chôn nhau cắt rốn. Phải giữ gìn dòng Kiến Giang trong xanh sạch đẹp cho lễ hội đua thuyền và phải bảo vệ cho bằng được những làn điệu hò hoan lệ thủy. Lời căn dặn của đại tướng lúc sinh thời, các thế hệ người lệ thủy nguyên khắc cốt ghi tâm. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2015. Lúc này, trên màn hình là đội hình diễu hành gồm các thuyền trang trí lộng lẫy đại diện cho các đội tham gia đua bơi lần này. Đó là các đơn vị thường xuyên duy trì được phong trào đua bơi thuyền truyền thống nhiều năm liền đạt thành tích cao. Đó còn là những đơn vị có những thành tích nổi bật trong công cuộc thi đua phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tham dự lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm 2015 có 30 đội thuyền đua đò bơi nam nữ với hơn 800 vận động viên. Thuyền đua nữ có 8 đội tham gia, đó là 1 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn An Xá, Lộc Thủy, 2 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Đại Phong, Phong Thủy, 3 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Thượng, xã An Thủy, 4 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Phú Thọ, xã An Thủy, 5 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc An, An Thủy, 6 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, 7 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, 8 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Hạ, xã An Thủy. Về các đội đò bơi nam bao gồm 22 đội: 1 đội đò bơi thôn Xuân Hồi, 2 đội đò bơi thôn Quy Hậu, 3 đội đò bơi thôn Đông Thành, 4 đội đò bơi thôn Lộc Thượng, 5 đội đò bơi thôn Lộc Hạ, 6 đội đò bơi thôn Lộc An, 7 đội đò bơi thôn Phú Thọ, 8 đội đò bơi thôn Thạch Bàn, 9 đội đò bơi thôn Đại Phong, 10 đội đò bơi thôn Thượng Phong, 11 đội đò bơi thôn An Xá, 12 đội đò bơi thôn Tuy Lộc, 13 đội đò bơi thôn Xuân Giang, 14 đội đò bơi thôn Thượng Giang, 15 đội đò bơi thôn Hoàng Giang, 16 đội đò bơi thôn Phan Xá, 17 đội đò bơi thôn Xuân Lai, 18 đội đò bơi thôn Mai Hạ, 19 đội đò bơi thôn Xuân Bồ, 20 đội đò bơi thôn Tiền Thiệp, 21 đội đò bơi thôn Tân Lệ và cuối cùng là đội đò bơi xã Mai Thủy. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo sách Ô Châu Cẩn Lục của Dương Văn An, người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, phủ Tân Bình nay là tỉnh Quảng Bình, Đỗ Tiến sĩ năm Đinh Mùi 1547 dưới triều Mạc Phúc Nguyên, trong phần Núi Sông ở quyển 1, ông viết: sông Bình Giang ở huyện Lệ Thủy, nay là sông Kiến Giang, nước sông trong xanh, vị ngọt, khuấy không vẫn đục, uống không biết chán. Đây là con sông đẹp nhất trong xứ. Ven hai bên bờ sông là nhà dân, thôn chợ, công sở, huyện lỵ, trấn thành của hai huyện Phong Lộc và Khang Lộc. Phong Lộc là huyện Lệ Thủy ở hữu Ngạn. Huyện Khang Lộc nay là huyện Quảng Ninh ở tả Ngạn, rất sầm uất. Nước sông từ đầu nguồn Thổ Lý đổ về.
theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Ất Mão 1357, vua Trần Duệ Tông xuống chiếu đổi phủ Lâm Bình thành phủ Tân Bình. Địa danh phủ Tân Bình tồn tại cho đến thời Lê Mạc sau này. Tiến sĩ Dương Văn An viết, tương truyền về hội đua thuyền trên sông Bình Giang, nay là sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, xuất hiện khoảng từ thời nhà Trần khi Hoàng Hối Khanh di dân lập ấp, tức là khoảng năm 1358. Thưa quý vị và các bạn, như vậy lễ hội bơi đua thuyền trên sông Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có từ rất sớm, chỉ ít thì cũng là từ thế kỷ 16, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa. Tương truyền, vùng đồng bằng Lệ Thủy ngày xưa, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa năm nắng là đồng khô cỏ cháy, ruộng đồng nứt nẻ. Thậm chí nước sông Bình Giang cũng hạ xuống rất thấp. Dân các làng quanh vùng mổ gà mổ heo để tế trời đất với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa. Hàng trăm người dân, không kể trẻ già trai gái, cùng đồng thanh hô huầy đẩy những con thuyền xuống sông trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng thanh la rộn ràng náo nức cả một vùng. Giữa tiếng reo hò náo nức, giữa tiếng trống thúc liên hồi, từng cặp thuyền không hẹn mà nên, các chàng trai bơi vụt mạnh những chiếc dầm xuống nước, gái đua cúi rạp người cùng đọ sức thi tài. Sau một ngày rộn ràng như thế, có khi đêm về trời thương tình đổ xuống một trận mưa thật lớn, dân làng vô cùng phấn khởi. Lâu dần, những cuộc quậy nước thi tài tự phát như vậy đã trở thành một truyền thống lễ hội được tổ chức thường xuyên hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, lễ hội bơi đua thuyền ở Lệ Thủy được duy trì thường xuyên vào mùa xuân, tổ chức bơi đua theo làng, theo tổng. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1946, kỷ niệm một năm ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhân dân Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền để mừng Tết độc lập. Và từ đó đến nay, cứ đúng vào ngày 2 tháng 9 hàng năm, huyện Lệ Thủy lại tổ chức lễ hội bơi đua thuyền để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã đem lại độc lập tự do cho dân tộc, cơm no, áo ấm cho nhân dân. Đặc biệt, từ năm 2013 trở đi, từ sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào cõi vĩnh hằng, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang còn là dịp để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của lòng dân. Thưa quý vị, bơi đua thuyền ở Lệ Thủy không giống như đua thuyền ở các tỉnh miền Bắc. Kể từ Bắc sông Danh trở ra, cũng như các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở vào, có lẽ đây là nét giao thoa văn hóa độc đáo của người Đại Việt với người Chiêm Thành. Lễ hội bơi đua thuyền ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình là một môn thể thao giàu chất thượng võ, được hình thành và phát triển từ trong đời sống lao động sản xuất của người dân vùng chiêm trũng Lệ Thủy. Một môn thể thao thu hút nhiều vận động viên nhất, thường là từ 700 đến 800 vận động viên cả nam lẫn nữ. Đây cũng là môn thể thao được người dân nơi đây đam mê và trở thành máu thịt, một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Thưa quý vị và các bạn, tham dự lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm nay có 30 đội thuyền đua bơi nam nữ với hơn 800 vận động viên. Thuyền đua nữ có 8 đội tham gia, đó là một đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn An Xá, Lộc Thủy; 2 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Đại Phong, Phong Thủy; 3 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Thượng, xã An Thủy; 4 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Phú Thọ, xã An Thủy; 5 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc An, An Thủy; 6 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy; 7 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy; 8 đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Hạ, xã An Thủy. Các đội đò bơi nam bao gồm 22 đội: 1 đò bơi thôn Xuân Hồi, 2 đội đò bơi thôn Quy Hậu, 3 đội đò bơi thôn Đông Thành, 4 đội đò bơi thôn Lộc Thượng, 5 đội đò bơi thôn Lộc Hạ, 6 đội đò bơi thôn Lộc An,
7. Đội đò bơi thôn Phú Thọ. 8. Đội đò bơi thôn Thạch Bàng. 9. Đội đò bơi thôn Đại Phong. 10. Đội đò bơi thôn Thượng Phong. 11. Đội đò bơi thôn An Xá. 12. Đội đò bơi thôn Tuy Lộc. 13. Đội đò bơi thôn Xuân Giang. 14. Đội đò bơi thôn Thượng Giang. 15. Đội đò bơi thôn Hoàng Giang. 16. Đội đò bơi thôn Phan Xá. 17. Đội đò bơi thôn Xuân Lai. 18. Đội đò bơi thôn Mai Hạ. 19. Đội đò bơi thôn Xuân Bồ. 20. Đội đò bơi thôn Tiền Thiệp. 21. Đội đò bơi thôn Tân Lệ. 22. Đội đò bơi xã Mai Thủy. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là màn trình diễn diễu hành trên sông của các thuyền bơi nam, thuyền đua nữ tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm 2015. Và chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, chúng ta sẽ chứng kiến những màn trình diễn chính thức của cuộc đua bơi. Đó là những vũ điệu tuyệt vời của những vận động viên là những người nông dân thực thụ. Và những con thuyền đua trên sông Kiến Giang thơ mộng, lễ buông phao sắp diễn ra. Không chỉ là các vận động viên, không chỉ là những người trực tiếp có mặt chứng kiến cuộc đua bơi, mà tất cả những khán thính giả nhiệt tình đang ngồi trước màn hình nhỏ cũng đang hồi hộp chờ đón những đội hình thuyền đua xuất phát với những pha bứt phá ngoạn mục của các nam nữ vận động viên. Huyện Lệ Thủy có 8 thuyền đua nữ tới từ các địa phương. 1. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn An Xá Lộc Thủy. 2. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Đại Phong Phong Thủy.
3. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Thượng, xã An Thủy. 4. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Phú Thọ, xã An Thủy. 5. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc An, An Thủy. 6. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. 7. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy. 8. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Hạ, Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với các đội thuyền đua nữ, mỗi thuyền có 16 vận động viên. Cự ly đường đua của thuyền đua nữ là 18 km. Điểm xuất phát ở ngã ba Mũi Viết, ngược lên Thượng Tiêu ở vị trí Mạnh Cổ Cò, xã Mỹ Thủy, vòng về Hạ Tiêu ở chợ Thùi, xã An Thủy và sẽ về đích ở gần cầu Phong Giang. Thưa quý vị và các bạn, đối với các đội thuyền đua nữ, mỗi thuyền có 16 vận động viên. Cự ly đường đua của thuyền đua nữ là 18 km. Điểm xuất phát ở ngã ba Mũi Viết, ngược lên Thượng Tiêu ở vị trí Ngạch Cổ Cò, xã Mỹ Thủy, vòng về Hạ Tiêu ở chợ Thùi, xã An Thủy và sẽ về đích gần cầu Phong Giang. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin giới thiệu trang phục của các đội thuyền đua An Xá, trang phục màu vàng mơ. Thuyền đua của đội Đại Phong với trang phục màu đỏ. Thuyền đua của đội Lộc Thượng, trang phục màu đỏ. Thuyền đua của đội Phú Thọ, trang phục màu xanh. Người ngồi mũi, cầm lái màu vàng. Thuyền đua của Lộc An, trang phục màu đỏ. Thuyền đua của Tuy Lộc, trang phục màu da cam. Thuyền đua của đội Thượng Phong, trang phục màu trắng. Thuyền đua của đội Lộc Hà, trang phục màu da cam, mũi lái màu đỏ. Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ các đội thuyền đua nữ đang chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ các đội thuyền đua nữ đang vào vị trí để chuẩn bị xuất phát.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cuộc so tài của các đội thuyền đua nữ đã chính thức bắt đầu. Sau hiệu lệnh xuất phát, 8 đội thuyền đua nữ đã chính thức vào cuộc tranh tài, mở đầu cho lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm 2015. Vâng, cuộc so tài của các đội nữ đã chính thức bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, do điều kiện là một vùng sông vùng nước chiêm trũng, cũng có lúc mưa không thuận gió không hòa, đã bao đời nay người dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình phải gồng mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Là một vùng quê sông nước, ruộng đất canh tác thấp hơn mực nước biển từ 0,7 đến 0,9 mét. Để thích nghi với hoàn cảnh đó, từ trong lao động sản xuất, chiếc thuyền đã trở thành một phương tiện thiết yếu không thể thiếu, và nó đã trở thành một công cụ quan trọng phục vụ cho lao động sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân. Đặc biệt, hàng năm mỗi khi vào mùa mưa lũ, chiếc thuyền là một phương tiện cần thiết để cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, những trai bơi gái đua tham gia đua tài trong lễ hội hôm nay, họ là những người nông dân bình dị, quanh năm lam lũ làm ăn. Để rồi hôm nay, với tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, họ đã trở thành những vận động viên cử côi. Và những người phụ nữ của quê hương huyện Lúa Lệ Thủy vốn dĩ là những người mẹ, người chị, người em mộc mạc, nhân hậu, chịu thương chịu khó. Nhưng hôm nay đây, các mẹ, các chị, các em đã trở thành những vận động viên cử côi trên đường đua xanh không kém các bậc nam nhi. Trên màn hình của quý vị và các bạn là gồm 8 đội thuyền đua nữ. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn An Xá, Lộc Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Đại Phong, Phong Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Thượng, xã An Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Phú Thọ, xã An Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc An, An Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy. Đội thuyền đua của các nữ vận động viên thôn Lộc Hà, Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Để giúp quý vị và các bạn theo dõi diễn biến của cuộc đua và theo dõi đội hình của các đội, chúng tôi xin giới thiệu trang phục của các đội để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Thuyền đua của An Xá trong trang phục màu vàng mơ, thuyền đua của Đại Phong trong trang phục màu đỏ, thuyền đua của đội Lộc Thượng cũng trong trang phục màu đỏ, thuyền đua của đội Phú Thọ trong trang phục màu xanh, người ngồi mũi và cầm lái trang phục màu vàng, thuyền đua của đội Lộc An trong trang phục màu đỏ, thuyền đua của đội Tuy Lộc trong trang phục màu da cam, thuyền đua của đội Thượng Phong trong trang phục màu trắng, và thuyền đua của Lộc Hạ trong trang phục màu da cam, mũi và lái trang phục màu đỏ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ các đội thuyền đua nữ đang hướng về phía Thượng Tiêu ở địa phận xã Mỹ Thủy, nơi có chùa Hoàng Phúc với bề dày lịch sử hơn 700 năm. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến thăm chùa Hoàng Phúc qua phóng sự sau đây.
Chùa Hoàng Phúc có tên là chùa Kính Thiên hay chùa Quan, thuộc thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chùa Hoàng Phúc là một trong những đài danh lam và loài cổ nhất trên mảnh đất Quảng Bình. Cho đến nay, chùa Hoàng Phúc đã có một chiều dài lịch sử trên 700 năm. Chùa tọa lạc trên một vùng đất cao sáo, chùa có diện tích rộng 10.000 m2 ở phía hữu ngang dòng sông Kiến Giang, cách trung tâm huyện Lệ Thủy khoảng 4 km về phía nam. Năm 1301, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông trên đường Viễn Du Chiêm Thành đã ghé thăm am Tri Kiến. Năm 1609, Đoàn Quần Công Nguyễn Hoàng cho xây dựng lại chùa trên nền cũ và đặt tên là Kính Thiên. Năm 1716, chùa Nguyễn Phúc Chu khi ra thăm chùa đã cấp tiền tu sửa lại chùa Kính Thiên, đồng thời ban cho một biển đề tên chùa Kính Thiên Tự và một biển đề đại tự Vô Song Phúc Địa, Đất Phúc Khôn Sánh, và người chế 5 câu đối liễn treo ở chùa. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai tập đoàn Phong Kiến Trịnh Nguyễn kéo dài 148 năm đã làm chùa Kính Thiên rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát và quên lãng. Năm Minh Mạng thứ hai 1821, trong chuyến ngư xã Bắc Tuần, vua có ghé thăm chùa Kính Thiên và cho đổi tên chùa là Hoàng Phúc Tự, Phúc Lớn. Năm Thiệu Trị thứ hai 1842, vua ngư xã Bắc Tuần và có đức ông Tùng Thiền Quần Vương Tháp Tùng đến thăm chùa Hoàng Phúc, cấp cho 300 lạng bạc để trùng tu chùa. Chùa Hoàng Phúc không những là nơi thờ tự các đức Phật, nơi hoàng dương Phật pháp, mà còn gắn liền với sự kiện lịch sử tiêu biểu của quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình qua các thời kỳ. Chùa là nơi các tổ chức đảng, lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hội họp để triển khai các chỉ thị khởi nghĩa của cấp trên và chuẩn bị lực lượng vũ khí tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 23 tháng 8 năm 1945. Đây còn là nơi cất giấu vũ khí, là hậu cử tập kết lương thực, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chùa Hoàng Phúc bị đánh sập sau những đợt không kích của máy bay giặc Mỹ. Đến nay, chùa Hoàng Phúc vẫn còn lưu lại cổng tam quan, sân vườn chùa, nền móng bài đường, nhà chính điện, giếng chùa, một số đồ thờ cúng như mõ, chuông, lư hương, đế đèn, bình hoa, tòa sen, hoành phi, câu đối, thân vị, trống, tượng Phật. Chùa Hoàng Phúc là nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử văn hóa truyền thống của cư dân địa phương. Năm 2010, chùa Hoàng Phúc đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc phục hồi lại ngôi chùa có lịch sử tồn tại trên 700 năm nhằm đảm bảo có nơi thờ tự các đức Phật, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Phật tử và nhân dân. Thông qua những hoạt động lễ hội ở chùa nhằm giáo dục các thế hệ Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời cũng là điểm du lịch tín ngưỡng tôn giáo, thu hút được đông đảo khách du lịch trong nước và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian hơn 30 phút đồng hồ kể từ khi xuất phát, đội hình thuyền đua nữ đã có xu hướng bắt đầu tách tốp. Theo thông tin từ tổ trọng tài, lúc này tạm dẫn đầu là thuyền của Lộc An, thứ hai là An Xá, ba là Lộc Hạ. Thưa quý vị và các bạn, Lộc An được tạm hướng của trai tài gái đảm. Chưa có dịp lễ hội đua bơi nào mà trai gái Lộc An không tham gia. Qua hàng năm cứ chinh lược trên cao, những chị em của Lộc An vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các giải xã và huyện. Trong 2 năm trở lại đây, thuyền đua của Lộc An đã đạt những thành tích cao. Năm 2013, 2014 đoàn đua đạt thứ tự 4/8. Kết quả giải toàn đoàn giải ba hạng A về bơi đua. Để cho mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 ngày 2 tháng 9, chị em thôn Lộc An quyết tâm đạt giải cao, đem lại những thành tích mới về cho thuyền đua Lộc An trong dịp lễ hội năm nay. Tự hào là người dân thôn An Xá, xã Lộc Thủy, quê hương của vị đại tướng tài ba lừng danh Võ Nguyên Giáp. Chị em thôn An Xá luôn luôn cố gắng phát huy truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chỉ mới mấy năm nhưng đò đua của phụ nữ thôn An Xá đã đem lại những thành tích nổi trội như: năm 2009, thuyền đua đạt giải ba và nhất đồng đội. Năm 2010, thuyền đua đạt giải nhất đồng đội. Năm 2011, thuyền đua đạt giải nhì và nhất đồng đội. Năm 2012, thuyền đua đạt giải nhất và nhất đồng đội. Năm 2013, thuyền đua nhì và nhì đồng đội. Năm 2014, thuyền đua ba và nhì đồng đội.
trong trang phục màu vàng, chị em phụ nữ thôn An Xá ra quân với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, lập thành tích cao, không hổ danh là một trong những thôn có bề dày thành tích đua bơi nổi bật. Đảng bộ và nhân dân An Xá xin chúc đò bơi về thành tích cao nhất. Thưa các bạn, theo kết quả bước đầu thì hiện nay đội An Xá đang dẫn đầu, tiếp đến là đội Quyền Phong và thứ ba là đội Đại Phong. Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ đội đua của An Xá vẫn đang dẫn đầu và chờ thượng tiêu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy các đội thuyền đua trong đội hình thuyền đua nữ vừa biểu diễn những động tác chờ tiêu khá thành thục nhưng không kém phần hấp dẫn. Sau những phút tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực mục tiêu, bây giờ các đội đua nữ đang tranh thủ tăng tốc vượt khá vượt lên để hoàn thành chặng đua ở phía trước. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong môn bơi đua thuyền ở các biển sông nước thì nghệ thuật cặp vè chở tiêu phải được xem là một kỹ xảo vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đò bơi thuyền đua. Cọc tiêu là điểm mốc để các thuyền đua trở hướng quay lại để tiếp tục đường đua. Nếu thuyền đua cặp quá xa tiêu thì mất sức và lãng phí đường đua. Nếu để thuyền đi quá gần chạm vào tiêu thì sẽ phạm luật. Vì vậy, sự khéo léo và tài ba của các vận động viên và các thuyền đua là ở chỗ làm sao cho thuyền đi cặp vè sát nách mà không chạm tiêu, mà cũng khéo léo giữ gìn không để va chạm làm cản trở đối bạn. Như thế vừa tiết kiệm được sức mà lại rút ngắn được đường đua mà không bị phạm luật. Để thực hiện thuần thục động tác này cần có sự tinh nhanh khôn khéo của người chèo lái và sự phối hợp nhịp nhàng của các tay đua. Đó là kỹ thuật đã nâng lên thành nghệ thuật, là yếu tố vô cùng quan trọng để các đội đua giành chiến thắng về cho đội nhà. Theo thông tin từ tổ trọng tài, lúc này thuyền An Xá vẫn đang tạm dẫn đầu. Quý vị và các bạn vừa chứng kiến thuyền đua nữ biểu diễn những động tác chở tiêu khá thành thục nhưng rất quyết liệt. Sau những phút tranh chấp ở khu vực thượng tiêu, bây giờ các đội đua nữ đang tranh thủ tăng tốc bứt phá vượt lên để hoàn thành chặng đường đua còn lại ở phía trước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong trang phục màu vàng, chị em phụ nữ thôn An Xá đã ra quân với tinh thần quyết chiến quyết thắng, lập thành tích cao, không hổ danh là một trong những thôn có thể giành thành tích bơi đua nổi bật.
Đảng bộ và nhân dân thôn An Xá xin chúc đò đua của chị em về đích với thành tích cao nhất. Không phải cảm thấy đo à? Rồi, hết. Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ các đội đua nữ đang hướng về cầu Kiến Giang. Theo chạy là. Thưa quý vị, hiện tại thì Mỹ Hạnh và nhóm phóng viên đang có mặt trên cầu Kiến Giang. Và ở vị trí này thì chúng tôi có thể dễ dàng quan sát được toàn cảnh của lễ hội cũng như là không khí quyết tâm sôi nổi của các đội đua bơi. Thưa quý vị, tham dự lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang thì chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều người là con em của huyện Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ phỏng vấn một người con của huyện Lệ Thủy. Xin chào bác, và bác có thể tự giới thiệu về bản thân mình ạ. Chào cháu, bác là Nguyễn Tân Lộc, quê ở Lộc Thủy. Tuy Lộc là quê nội của bác, An Xá là quê ngoài của bác. Thưa bác có thường xuyên về quê để tham dự lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang không ạ? Bác về rất nhiều và gần đây thì thường xuyên vào đúng vào cái dịp lễ hội này. Thưa bác, được xem trực tiếp lễ hội đua bơi trên sông Kiến Giang thì cảm nhận của bác về lễ hội này như thế nào ạ? Đây là một lễ hội truyền thống của huyện mà bao nhiêu năm nay rồi, cần phải phát huy và quảng bá cho nó tất cả mọi nơi đều biết để động viên tinh thần lao động cũng như là cái truyền thống của nhân dân Lệ Thủy. Thưa bác, xã Lộc Thủy quê bác năm nay có đội tham gia giải không? Và bác đã cổ vũ như thế nào chứ xã mình ạ? Có chứ cháu. Đội Lộc Thủy của bác ấy là năm nào cũng có đầy đủ đò bơi và đò đua. Bác cũng như mọi người dân ở Lộc Thủy là luôn luôn động viên con em mình, những thanh niên bơi và các gái đua luôn luôn cố gắng. Và nhân đây thì bác cũng xin chúc các đò bơi của Lộc Thủy, đò đua của Lộc Thủy cũng như tất cả huyện Lệ Thủy một câu như thế này: các trai bơi và gái đua hãy cố gắng tăng tốc hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, khéo léo nhanh nhẹn đưa đò của mình về đích với thứ hạng cao nhất. Vâng, xin được cảm ơn bác và xin chúc cho xã Lộc Thủy sẽ giành được những thành tích cao. Vâng, thưa quý vị, không chỉ có những người con của huyện Lệ Thủy háo hức về lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang mà hàng năm có những người khách thập phương và rất đông khách thập phương về để tham dự lễ hội này. Xin được chào chị, và chị có thể giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Nguyễn Thị Thu, tôi đến từ Nam Định. Chị cảm nhận như thế nào về không khí của lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang ạ? Tôi thấy không khí ở đây rất là náo nức và tôi tham dự, tôi giống như được hòa mình vào không khí của lễ hội đua bơi này. Ở quê tôi thì cũng có những cái bơi đua nhưng mà nó không cái chung ý, tức là cái những cái mà nó không được cái rộng rãi và mọi người không háo hức như được ở nơi đây. Và tôi thấy là ở đây là tôi giống như được hòa mình vào cái không khí bơi đua này, và tôi nghĩ là cái này cần phải truyền bá và phát huy hơn nữa. Vâng, xin được cảm ơn chị ạ. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang và cùng gặp lại biên tập viên Hữu Nghị và Kỳ Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ chúng tôi thấy đội hình thuyền đua nữ đã trở về gần đến cầu Kiến Giang. Theo thông tin từ tổ trọng tài thì bây giờ dẫn đầu vẫn là đội Lộc An và thứ hai là đội An Xá. Thứ ba là đội Tuy Lộc và thứ tư là đội Thượng Phong. Thưa quý vị và các bạn, Lộc An là quê hương của trai tài gái đảm.
Chưa có lễ hội đua bơi nào mà trai gái Lộc An không tham gia. Qua hàng năm tuy chất lượng chưa cao nhưng chị em Lộc An vẫn cố gắng tham gia đầy đủ. Để chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chị em thôn Lộc An quyết tâm đạt giải cao, đem lại thành tích mới cho thuyền đua Lộc An trong lễ hội năm nay. Chúng ta tự hào với người dân thôn An Xá, xã Lộc Thủy, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chị em thôn An Xá luôn luôn cố gắng phát huy truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng tôi thấy rất đông khán giả trên cầu Kiến Giang và hai bên bờ sông đang cổ vũ nhiệt tình cho các đội. Cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu rợp trời với mong muốn tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm niềm tin, tinh thần cho các thuyền đua đò bơi. Thưa quý vị và các bạn, Lệ Thủy là một vùng quê sông nước. Để thích nghi với hoàn cảnh, từ trong lao động sản xuất, chiếc thuyền đã trở thành một phương tiện không thể thiếu, như một công cụ phục vụ cho đời sống và sản xuất hàng ngày. Đặc biệt, mỗi khi vào mùa mưa lũ, chiếc thuyền là một phương tiện cần thiết để cứu hộ cứu nạn, đảm bảo tính mạng cho bà con. Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lệ Thủy được hình thành và phát triển từ trong đời sống lao động và sản xuất của người dân vùng Chiêm Trũng. Đây cũng là môn thể thao được người dân nơi đây đam mê và trở thành máu thịt, là một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Cũng như mọi năm, cứ đến dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đến hẹn lại lên, người dân Lệ Thủy ở khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về ngày hội. Đây là niềm tự hào riêng có của mảnh đất và con người xứ Lệ. Dù đi đâu, về đâu, dù xa dù gần, người dân xứ Lệ đều sắp xếp thời gian, công việc để về quê vào ngày Tết Độc Lập, được hòa mình vào dòng người ngược xuôi để đắm mình trong tiếng mõ, tiếng reo hò cổ vũ. Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một nét đẹp trong hoạt động văn hóa thể thao của người dân Lệ Thủy được duy trì phát triển từ xưa đến nay. Đặc biệt từ năm 2003, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là lễ hội văn hóa thể thao tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo kết quả từ tổ trọng tài thì hiện nay đội Lộc An vẫn đang dẫn đầu, tiếp đến là đội An Xá và thứ ba là đội Tuy Lộc và thứ tư là đội Thượng Phong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ tổ trọng tài, lúc này đội Lộc An đã vượt lên và đội An Xá tạm dẫn thứ hai, thứ ba là Tuy Lộc và thứ tư là Thượng Phong.
vị và các bạn đang theo dõi sự nỗ lực vượt bậc của các nữ vận động viên. Hiện nay, theo kết quả từ tổ trọng tài, đội Lộc An vẫn đang dẫn đầu, tiếp đến là đội An Xá và đội Thượng Phong thứ ba. Đội Uy Lộc đang bám giết đội Thượng Phong với một khoảng cự ly rất gần. Thuyền bơi nam đã đấu qua vòng loại vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Quý vị đang theo dõi sự nỗ lực vượt bậc của các nữ vận động viên và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả ở hai bên bờ sông. Lúc này chúng tôi thấy rất đông khán giả trên cầu và hai bên bờ sông cổ vũ nhiệt tình cho các đội. Điểm này, đội hình thuyền đua nữ đã vượt qua cầu Phong Xuân trên đường về phía Hạ Tiêu ở chợ Thùy An Thủy. Và cũng chính lúc này, đến lượt 10 thuyền bơi nam hạng B bắt đầu vào vị trí xuất phát. Vâng, các đội thuyền đua nữ vẫn bứt phá vượt lên. Thuyền đua nữ đang về phía chợ Thùy, xã An Thủy. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn đội hình của thuyền bơi nam hạng B. Một, đội thuyền bơi Thôn Lộc Hạ, 2. Đội thuyền bơi Đại Phong, 3. Đội thuyền bơi Xuân Hồi, 4. Đội thuyền bơi Tân Lệ, 5. Đội thuyền bơi Đông Thành, 6. Đội thuyền bơi Xuân Lai, 7. Đội thuyền bơi Tuy Lộc, 8. Đội thuyền bơi Mai Hạ, 9. Đội thuyền bơi Xuân Giang, 10. Đội thuyền bơi Thạch Bàn. Vâng, các đội thuyền bơi nam chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Thuyền bơi nam hạng B. Đội thuyền bơi nam hạng B chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là 10 đội thuyền bơi nam đang làm thủ tục để vào vị trí xuất phát. Đội thuyền bơi Lộc Hà trong trang phục áo kẻ ô. Đội thuyền bơi thôn Lộc Hà. Đội thuyền bơi thôn Đại Phong trong trang phục màu đỏ. Đội thuyền bơi thôn Xuân Hồi trong trang phục áo màu xanh. Đội thuyền bơi thôn Tân Lệ trong trang phục áo màu đỏ. Đội thuyền bơi thôn Đông Thành trong trang phục màu áo da cam. Đội thuyền bơi thôn Xuân Lai trong trang phục màu trắng. Đội thuyền bơi Tuy Lộc trong trang phục màu xanh. Đội thuyền bơi Mai Hà trong trang phục màu trắng. Đội thuyền bơi thôn Xuân Giang trong trang phục màu da cam. Và đội Thạch Bàn trong trang phục màu xanh biển. Vâng, lúc này 10 đội thuyền bơi nam
đang vào vị trí xuất phát. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là 10 đội thuyền bơi nam đang chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh của quý vị và các bạn là 10 đội bơi nam hạng B được xếp vị trí từ thứ 7 đến thứ 11 của hai bảng thuyền bơi nam đã qua đấu vòng loại vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Đó là các đội thuyền bơi thôn Lộc Hạ, thuyền bơi Đại Phong, thuyền bơi Xuân Hồi, thuyền bơi Tân Lệ, thuyền bơi Đông Thành, thuyền bơi Xuân Lai, thuyền bơi Tuy Lộc, thuyền bơi Mai Hạ, thuyền bơi Xuân Giang và thuyền bơi Thạch Bàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 thuyền bơi nam hạng B sau khi qua cổng kiểm tra nhân sự đang tiến vào vị trí xuất phát. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin nhắc lại có 10 đội thuyền bơi nam hạng B, đó là các đội thuyền bơi thôn Lộc Hạ, đội thuyền bơi Đại Phong, đội thuyền bơi Xuân Hồi, đội thuyền bơi Tân Lệ, đội thuyền bơi Đông Thành, đội thuyền bơi Xuân Lai, đội thuyền bơi Tuy Lộc, đội thuyền bơi Mai Hạ, đội thuyền bơi Xuân Giang và đội Thạch Bàn. Thưa quý vị và các bạn, khi đoàn thuyền đua nữ vượt qua cầu Phong Giang về phía Hạ Tiêu thì bây giờ 10 đội thuyền bơi nam hạng B bắt đầu vào điểm xuất phát. Chỉ còn ít phút nữa là thuyền bơi nam hạng B sẽ xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, lúc này hai bên bờ sông, các cổ động viên đang nhiệt tình cổ vũ cho các đội thuyền bơi nam chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Tất cả đang hồi hộp chờ đợi. Chấp hành rất tốt, là đã chấp hành rất tốt, một số đo là chấp hành rất tốt và rất đẹp. Hình ảnh này chắc
tấm gương sáng đẹp truyền hình tất tân cả nước, cho nên đề nghị đồng chí Huế Lâm nhìn đẹp đẹp vào để cho ta từ quan quốc này nhìn về để thấy chúng ta với một cái nhìn rất đẹp. Cái lề phải lùi đây, chưa chậm lên đây, cái lề lùi lên một tí nữa anh cầm vào đó đi. Thế nào, đồng chí Lương chú ý đâu, đồng chí Lương chú ý đi. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ sau tiếng súng lạnh xuất phát, các thuyền bơi nam hạng B đã chính thức vào cuộc tranh tài. Thưa quý vị, được mệnh danh là phái mạnh, khác với các thuyền đua nữ, mỗi thuyền bơi nam có 36 vận động viên. Các vận động viên đò bơi nam phải thi đấu trên chặng đua dài 24 km, xuất phát từ ngã ba Mũi Viết. Đội hình thuyền bơi nam hành trình ngược lên phía Thượng Tiêu ở ngã ba Cuồng Soi, xã Mỹ Thủy và trở về Hà Tiêu ở chợ Thùy, xã An Thủy và về đích tại cầu Không Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Vâng, thuyền đua nữ với chiều dài chỉ 18 km nhưng thuyền bơi nam hạng B sẽ thi đấu với chiều dài 24 km. Thưa quý vị, ngay từ những giây phút đầu tiên, đội hình của các đội đã có sự bứt phá rõ ràng. Vâng, các đội đang quyết liệt tranh tài. Trên màn hình của quý vị và các bạn là đội hình của 10 đội thuyền bơi nam hạng B. Vùng quê sau truyền thống lịch sử văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, xứ sở của những làn điệu hò khoan mộc mạc sâu lắng, quê hương của lễ hội đua thuyền truyền thống đầy võ trên miền sông nước. Làng An Xá phía trước ra phía sau là cánh đồng rộng mênh, ở giữa là khu dân cư trù phú, vài con thuyền neo lặng lẽ dưới bóng cây xanh, khung cảnh bình yên như chính tên gọi của làng. Vùng đất này đã sinh ra một người con mà sau này với tài đức của mình đã viết nên trang sử đánh giặc oai hùng của Việt Nam thế kỷ 20,
đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng lừng danh thế giới, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xa quê, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn giữ trong mình nỗi nhớ, tình thương với quê hương xứ sở. Mái nhà xưa của gia đình đại tướng gồm nhà chính ba gian, nhà ngang lợp mái tranh, tường đất, bể nước, cây khế trăm năm. Tất cả đều gợi những cảm xúc thân thương trìu mến. Đại tướng đã về với đất mẹ, nhưng tâm hồn, tình cảm, những tài sản tinh thần quý giá mà đại tướng để lại cho quê hương đất nước vẫn còn sống mãi. Đất nước Việt Nam, quê hương An Xá, mãi lưu truyền hình ảnh và câu chuyện về người. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên màn hình là đội hình của đội đua nữ, đang dẫn đầu vẫn là đội Lộc An, thứ hai là đội An Xá và thứ ba là đội Quy Lộc. Khoảng cách giữa các đội rất gần, các đội đang tiếp tục bứt phá để giành các ngôi vị tiếp theo. Chiều đi và chiều về, các vận động viên đội hình thuyền đua nữ vẫn bền bỉ dẻo dai trên chặng đường cán đích. Những hoa khôi của chốn thôn quê chiêm trũng, những gái đảm trên cánh đồng thâm canh đang bền bỉ dẻo dai vượt qua thử thách trên đường đua xanh. Và bây giờ các nữ vận động viên của các thuyền đua nữ đang dồn hết sức mình vào tay chèo. Tất cả niềm vui và vinh dự đang đón chào các vận động viên ở phía trước. Quý vị và các bạn đang chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả hai bên bờ bằng những hành động vẩy nón, khoác nước để cổ động viên cho các tay bơi, tay đua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đội hình thuyền bơi Nam B đang trên đường đến Thượng Tiêu thì đội Nam A chuẩn bị xuất phát. Vâng, đội hình của thuyền Nam A đang chuẩn bị xuất phát. Đây là đội hình gồm những tay bơi ưu tú nhất của lễ hội năm nay. 12 đội thuyền bơi Nam hạng A vào dự chung kết hôm nay là những đội bơi giàu truyền thống nhất. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là 12 đội thuyền bơi Nam hạng A. Đây là những tay bơi ưu tú nhất của lễ hội bơi đua năm nay. Để vào vòng chung kết trước đó, ngày 30 tháng 8, ban tổ chức đã tổ chức thi đấu vòng loại cho các đội đò bơi nam trong toàn huyện. 22 đội được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng gồm 11 đội. Ở mỗi bảng đấu, ban tổ chức đã lựa chọn 6 đội xếp thứ tự từ nhất đến thứ 6 của cả 2 bảng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi đội đò bơi Nam hạng A chuẩn bị xuất phát thì đội thuyền bơi Nam hạng B đã đến khu vực Thượng Tiêu Nữ, tức là khu vực Bạch Cổ Cò. Vâng, trên màn ảnh của quý vị và các bạn là 10 đội thuyền bơi Nam B đang đến vị trí Thượng Tiêu Nữ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 12 đội thuyền bơi hạng Nam A vào dự chung kết gồm có các đội: 1 đội thuyền bơi thôn Quy Hậu, 2
đội thuyền bơi thôn Phú Thọ, 3 đội thuyền bơi thôn Hoàng Giang, 4 đội thuyền bơi thôn Thượng Giang, 5 đội thuyền bơi xã Mai Thủy, 6 đội thuyền bơi thôn Tiền Thiện, 7 đội thuyền bơi thôn An Xá, 8 đội thuyền bơi thôn Lập An, 9 đội thuyền bơi thôn Thượng Phong, 10 đội thuyền bơi thôn Thanh Xá, 11 đội thuyền bơi thôn Lộc Thượng, 12 đội thuyền bơi thôn Xuân Mồ. Các đội thuyền bơi Nam A đang vào vị trí xuất phát và hai bên bờ hàng ngàn khán giả, hàng ngàn cổ động viên, những người con quê hương Lệ Thủy đang cổ vũ cho các trai bơi. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là những tay bơi ưu tú nhất của lễ hội bơi bùa năm nay, 12 đội thuyền bơi nam hạng A. Để vào vòng chung kết ngày hôm nay, ngày trước đó, ngày 30 tháng 8, ban tổ chức đã tổ chức thi đấu vòng loại cho các đội đò bơi nam trong toàn huyện. 22 đội được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng gồm 11 đội. Là những đội bơi giàu truyền thống nhất đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như các đội thuyền bơi nam hạng B, các trai bơi nam hạng A cũng tranh tài ở cửa ly 24 km xuất phát từ mũi Viết. Các thuyền bơi nam phải ngược hành trình lên phía Thượng Tiêu ở ngã ba Cồn Soi, xã Mỹ Thủy và quay trở hạ tiêu ở chợ Thùy, An Thủy và về đích là cầu Phong Giang tại trung tâm thị trấn Kiến Giang. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày lễ hội, người dân Lệ Thủy lại nô nức chuẩn bị mọi thứ. Các làng, xã rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng cưa, tiếng đục của thợ đóng thuyền. Công việc đầu tiên và cũng quan trọng nhất để tham gia lễ hội là chuẩn bị thuyền. Thuyền bơi, thuyền nam cũng như thuyền đua, thuyền nữ thường được đóng bằng các loại gỗ nhẹ chịu nước như rổ, huỳnh do các sơn tràng lấy từ rừng sâu về. Thuyền được cấu thành do 5 miếng ván ghép lại. Ván thuyền dày khoảng 4 cm, được bào nhẵn, đánh dầu bóng, chống thấm nước. Các phần của thuyền được nối với nhau bằng một loại đinh đặc biệt chuyên dùng cho đóng thuyền. Sau khi ghép xong, người ta đặt đòn thang và chỗ ngồi cho bơi trải. Một thuyền bơi không quá 16 cặp trai bơi, tổng cộng là từ 30 đến 34 người. Một thuyền đua khoảng từ 10 đến 13 tay chèo. Chiếc thuyền bơi hoàn chỉnh, dài khoảng 17 mét, lồng thuyền rộng từ 1 đến 1,2 mét. Thuyền đua cũng cấu tạo giống như thuyền bơi, nhưng ngắn hơn, hẹp hơn, đủ cho từ 10 đến 13 tay chèo. Mái chèo của thuyền đua dài 3 mét, mặt bản rộng khoảng 0,3 mét. Chèo của thuyền nam gọi là chầm, chèo của thuyền nữ gọi là chèo. Cả chầm và chèo đều được đánh dầu bóng hoặc sơn màu chống thấm nước. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ tổ trọng tài, lúc này 10 đội thuyền bơi Nam B đang trở về phía Thượng Tiêu. Đội Đông Thành đang tạm dẫn đầu và thứ hai là Xuân Lai, thứ ba là Tuy Lộc.
Vâng, lúc này 10 đội thuyền bơi nam B đang chuẩn bị về phía Thượng Tiêu. Lúc này tạm dẫn đầu vẫn là đội Đông Thành, thứ hai là Xuân Lai, thứ ba là Tuy Lộc. Quý vị và các bạn đang theo dõi những màn bứt phá ngoạn mục của các đội thuyền bơi nam B đang về phía Thượng Tiêu. Thưa quý vị và các bạn, đang tạm dẫn đầu lúc này là đội thuyền bơi Đông Thành. Đông Thành là đơn vị nằm dọc tỉnh lộ 16, là cửa ngõ của huyện Lệ Thủy. Người dân Đông Thành cần cù năng động sáng tạo, là thôn phát triển mạnh về ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Năm nào Đông Thành cũng có đò bơi tham gia lễ hội. Từ năm 2010 đến nay, đò bơi chưa là thành tích cao, nhưng mong đợi những trai làng đã mang lại niềm tin, lòng tự hào cho nhân dân Đông Thành. Thành tích của đò bơi Đông Thành trong những năm 2010 đến nay: năm 2010 đạt giải 8 hạng A, năm 2011 giải nhì hạng A, năm 2012 không tham gia, năm 2013 đạt giải 4 hạng B, năm 2014 đạt giải 5 hạng A. Đang đứng ở vị trí thứ hai trong chặng đua này đó là thuyền của đội Xuân Lai. Thuyền làng Xuân Lai nằm ở bên tả ngạn sông Kiến Giang, là một trong rất ít thôn còn duy trì được điệu múa Vương Tướng Long Hổ, một nét truyền thống văn hóa đặc sắc của người Lệ Thủy đang dần được phục hồi. Mặc dù địa hình phân bố rộng nhưng người dân của làng rất đoàn kết. Năm nào làng cũng có thuyền bơi tham gia cấp huyện và giành được giải cao. Thưa quý vị, thưa các bạn, đội Tuy Lộc đã có sự bứt phá lên phía trước. Hiện nay, đội Tuy Lộc lên vị trí thứ hai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tuy Lộc là một trong hai thôn của xã Lộc Thủy thuộc hạ lưu sông Kiến Giang. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước. Người Tuy Lộc tự hào có miếu thờ Dương Văn An, có làng nghề rượu Tuy Lộc nổi tiếng. Đặc biệt, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang hàng năm được tổ chức với sự chung tay góp sức của toàn xã hội đã đem lại sự thành công của giải. Năm 2012, thuyền bơi đạt giải 3, thuyền bơi đạt giải nhất. Để đạt được những thành quả đó là sự thể hiện của ý đảng lòng dân, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là con em. Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự nỗ lực cố gắng, đội Tuy Lộc đang ngoạn mục vượt lên vị trí thứ hai sau đội Đông Thành. Hiện nay theo thứ tự, đội Đông Thành, đội Tuy Lộc và đội Xuân Lai đang là những đội dẫn đầu trong top. Tuy nhiên, quý vị cũng biết khoảng cách giữa các đội sẽ còn có sự bứt phá ngoạn mục, và khoảng cách này chỉ là mang tính tạm thời. Đến vị trí Thượng Tiêu và đang chuẩn bị các động tác chở tiêu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đội 5B đang chuẩn bị vị trí chở tiêu và thứ bậc của các đội vẫn không có sự thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc 10 đội thuyền đua của Nam B đang về thượng tiêu để chuẩn bị những động tác chở tiêu, thì 12 đội thuyền bơi Nam A đã lên thượng tiêu nữ. Thưa quý vị và các bạn, lúc này 18 đội thuyền đua nữ đang chuẩn bị về phía hạ tiêu. Thưa quý vị và các bạn, lúc này 8 đội thuyền đua nữ đang chuẩn bị về phía hạ tiêu. Trên màn hình là sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người con yêu dấu của quê hương huyện Lệ Thủy. Lúc này chúng tôi thấy đội Lộc An vẫn đang dẫn đầu và đã hoàn thành chở tiêu. Tôi thấy mặt kia đến đỏ rồi đâu vậy? Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh của quý vị và các bạn, đội Lộc An vẫn đang dẫn đầu, thứ hai là đội An Xá và thứ ba là đội Tuy Lộc. Các 8 đội thuyền đua nữ đã hoàn thành chở tiêu. Trên màn hình quý vị đang theo dõi đó là màn trình diễn chở tiêu của 8 đội nữ. Thuyền trong đội hình đua nữ vừa biểu diễn những động tác chở tiêu khá thành thục nhưng không kém phần quyết liệt. Sau những phút tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực chở tiêu, bây giờ các đội thuyền đua nữ đã chở hạ tiêu và đang về phía đích. Quý vị đang chứng kiến màn chở tiêu rất là ngoạn mục của các người đẹp của huyện lúa Lệ Thủy. Em nói hai câu xong em lại đứng bên cạnh tôi lúc này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các đội thuyền đua nữ đã hoàn thành việc chở tiêu. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thuyền đua nữ chở hạ tiêu, thì bây giờ thứ hạng của các đội, thứ nhất là đội Lộc An, thứ nhì là đội An Xá và thứ ba là đội Tuy Lộc.
dạ. Thưa quý vị, tôi đang có mặt ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc này đây thì bà con ra hai bên bờ sông rất đông để cổ vũ cho các thuyền đua, thuyền bơi, không khí vô cùng rộn ràng và náo nhiệt. Và đứng bên cạnh tôi lúc này là ông Dương Công Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy. Xin chào ông. Thưa ông, đã gần 2 năm ngày đại tướng đi xa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Thủy đã có những việc làm gì để thực hiện tốt lời căn dặn của đại tướng mỗi lần về thăm quê ạ? Lúc còn sống, cứ mỗi dịp về thăm quê, đại tướng luôn dành một thời gian quý báu để thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã nhà. Trong mỗi lần nói chuyện như vậy, đại tướng luôn quan căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà cần phải xây dựng, giữ gìn thật tốt mối quan hệ máu thịt giữa đảng, chính quyền và nhân dân, phát huy cái truyền thống quý báu của dân tộc, của quê hương để giúp đỡ, đồng viên nhau thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho mọi người, mọi nhà. Đồng thời đại tướng cũng căn dặn cần phải đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, giữ gìn môi trường, môi sinh, đặc biệt là cùng với các đơn vị của bản giữ gìn dòng sông Kiến Giang thật trong lành. Và đầu tư quan tâm hàng đầu cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, trong đó quan tâm giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ và thực hiện tốt cái chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên chăm sóc, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng, tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn, phấn đấu xây dựng quê hương Lộc Thủy trở thành một xã an toàn, giàu mạnh, văn minh. Sau 2 năm đại tướng đã đi xa, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thủy luôn ghi nhớ và thực hiện lời dặn của đại tướng với một ý chí quyết tâm cao và đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là về kinh tế đã chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, tạo được một bước phát triển mới. Nhờ vậy mà nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 15 triệu 500 ngàn đồng vào năm 2011 lên 27 triệu vào năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,9% năm 2011 xuống còn 3,3% vào năm 2015. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm và các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, kiên cố và khang trang. Y tế, giáo dục đào tạo đều đạt chuẩn quốc gia. Hai thôn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đều đạt làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được tăng cường, giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, xây dựng, đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu qua hàng năm. Đặc biệt là sau 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Lộc Thủy đến năm 2014 đã đạt 19/19 tiêu chí và được Ủy ban tỉnh công nhận xã nông thôn mới. Đây là những thành tích lớn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thủy kính dâng lên đại tướng. Để tiếp tục thực hiện lời dặn của đại tướng, trong những năm tiếp theo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thủy nguyện đoàn kết một lòng, không chủ quan, không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, mà quyết tâm với một ý chí chính trị cao, lập tiếp tục phấn đấu xây dựng, giữ vững xã nông thôn mới một cách bền vững để đáp lại lòng mong mỏi của đại tướng. Vâng, chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui và niềm tự hào này với quê hương Lộc Thủy khi quê hương là một trong 4 xã của huyện Lệ Thủy và cũng là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Bình dẫn đầu và hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Và thưa quý vị, không chỉ riêng xã Lộc Thủy mà trong thời gian qua, đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng đã có nhiều việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như lúc sinh thời đại tướng Hằng mong muốn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Dương Công Nhân đã tham gia cuộc phỏng vấn. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng trở lại với các đường đua trên dòng sông Kiến Giang. Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ đội hình đội 5A đã hoàn thành trở thưởng tiêu và đội hình 5A dẫn đầu hiện nay là đội Tiền Thiệp, thứ hai là đội Lộc An và thứ ba là đội Mai Thủy.
Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn đang chứng kiến màn cổ vũ hết sức cuồng nhiệt của các khán giả ở khu vực phía thượng tiêu dành cho đội Nam A. Khán giả đang chạy theo các đoàn đua để reo hò, cổ vũ, thúc giục, mời gọi cho các huyền đua Nam A. Là những tay bơi ưu tú nhất của giải bơi đua năm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù mấy thế kỷ đã đi qua, song tên tuổi và sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công đi mở cõi đất phương Nam, còn mãi khắc ghi với dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng. Công lễ Thành Hầu đi mở đất, nghìn năm con cháu mãi còn ghi. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh qua phóng sự sau đây. Nằm cách tuyến đường Hồ Chí Minh chỉ hơn 1 km ở địa phận xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vừa được nhà nước đầu tư trùng tu nâng cấp, mở rộng chừng 5 hectare trên một ngọn đồi cao, cây cối thoáng mát thuộc núi An Mã. Trong khuôn viên của khu lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở Quảng Bình còn lưu giữ một tấm bia đá mang giá trị lịch sử rất lớn. Đó là tấm bia được tạc bằng đá xanh với kiểu dáng thường gặp ở cuối triều Nguyễn. Bia cao cả chân 1,2 m. Ở mặt trước bia mộ nổi rõ dòng chữ lớn: Vĩnh An Hầu Nguyễn Hữu Cảnh chi mộ. Dòng bên phải ghi: Nguyễn Triều Sơ Thác Nam Tung Khai Quốc Công Thần Thường Cấp. Dịch nghĩa là: Người mở mang phía Nam, thường đảng thần khai quốc công thần của triều Nguyễn. Phía bên trái ghi: Gia Long Sơ Niên Quỷ Nương Nhân Kỳ Huyền Tôn Thị Hưng Nghĩa Đào Cai Đội Ngũ Đức Hầu Nguyễn Hữu Quỳnh. Dịch nghĩa là: Năm Gia Long thứ nhất, người cháu ở Quỷ Hương Cai Đội Đào Hưng Nghĩa Ngũ Đức Hầu Nguyễn Hữu Quỳnh lập bia mộ. Tạo niềm tin, tạo tâm linh và tình cảm, sự gắn bó của những người xa xứ về đây để mà vòng bái tổ tiên mình, những người sáng lập ra, những người tạo ra, xây dựng nên cái vùng bờ cõi và giữ yên cái đất chúng ta. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại Chân Tĩnh, huyện Phong Lộc, nay thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là một vị quan có công rất lớn dưới thời chủ Nguyễn trong việc đánh giặc mở cõi, thiết lập cơ chế hành chính quản lý vùng đất phương Nam những năm cuối thế kỷ 17. Ông được phong tước Lễ Thành Hầu Khai Quốc Công Thần, liệt vào hàng thượng đẳng công thần và được thờ ở Thái Miếu. Ông mất ngày 9 tháng 5 Canh Thìn 1770, an táng tại Cù Lao Phố, Cành Dinh, Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hầu duệ cải về an táng tại xã Trường Thủy. Sau khi ông mất, nhân dân miền Nam nói chung và nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lập miếu thờ ông ở nhiều nơi. Mấy thế kỷ đi qua, dẫu thế sự thịnh suy thăng trầm, song trong ký ức bất diệt của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng, tên tuổi và sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn luôn luôn tỏa sáng. Đối với lăng mộ cụ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã được nhà nước đầu tư rất quy mô. Huyện xác định đây là một trong những điểm du lịch tâm linh sẽ thu hút nhiều du khách đến thăm. Cho nên đã có phương án bố trí đội ngũ hướng dẫn viên du lịch phục vụ cho du khách đến thăm viếng được tốt. Ngày nay, khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng với nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Hoàng Phúc tạo nên một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, trở thành những địa chỉ đỏ trong tuyến du lịch tâm linh cho du khách gần xa của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Xuân Lai. Đồng hành là đơn vị nằm trong tỉnh 16, thuộc tỉnh
Thưa quý vị, thưa các bạn, đội 5B đang về cầu Kiến Giang và theo kết quả từ tổ trọng tài thì đội Đông Thành đang giành vị trí đầu tiên, tiếp đó là đội Lộc Hà, thứ ba là đội Tuyên Lộc và thứ tư là đội Xuân Lai. Đông Thành là đơn vị nằm dọc tỉnh lộ 16, là cửa ngõ của huyện Lệ Thủy. Người dân Đông Thành cần cù, năng động, sáng tạo, là địa phương phát triển mạnh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm nào Đông Thành cũng có đò bơi tham gia lễ hội. Từ năm 2010 đến nay, đò bơi chưa đạt được thành tích cao như mong đợi, nhưng trai làng đã mang lại niềm tin, lòng tự hào cho nhân dân Đông Thành nói riêng và huyện nhà nói chung với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và tinh thần thượng võ. Thành tích của đội đò bơi Đông Thành trong những năm từ 2010 đến nay: năm 2010 đạt giải 8 bảng A, năm 2011 đạt giải 2 bảng A, năm 2012 không tham gia, năm 2013 đạt giải 4 bảng B, năm 2014 đạt giải 5 bảng A. Quý vị, thưa các bạn, đội thuyền bơi nữ đang bơi trên vị trí Tuy Lộc và vị trí của các đội vẫn không có sự thay đổi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đội hình của nữ hiện nay đang dẫn đầu là đội Lộc An, tiếp theo là đội An Xá và thứ ba là đội Phi Lộc. Khoảng cách giữa hai đội An Xá và Phi Lộc rất là sát nhau. Quý vị, thưa các bạn, đội nữ Lộc An đang tạm dẫn đầu. Tiếp theo là đội An Xá và đội Phi Lộc. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là gang tấc. Sự nỗ lực vượt bậc của các gái trài, của các cô gái An Xá và Phi Lộc đang tìm cách bứt phá để tiến lên vị trí thứ hai. Thưa các bạn, cách mạng tháng 8 mùa thu năm 1945 thành công và kỷ niệm một năm ngày nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giành lại quyền độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1946, nhân dân huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền. Và kể từ đó đến nay, lễ hội này luôn được duy trì và diễn ra đều đặn hàng năm đúng vào ngày 2 tháng 9 của đất nước. Và nó được gọi là lễ hội đua thuyền mừng Tết độc lập. Và đứng ngay bên cạnh tổ anh bây giờ là anh Dương Văn Bình, Phó Bí thư huyện đoàn huyện Lệ Thủy. Xin chào anh ạ. Thưa anh, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 9 năm 1946, đến nay đã tròn 70 năm. Vậy là một thanh niên được sinh ra sau chiến tranh và được chứng kiến cái lễ hội năm nay thì anh có cảm xúc như thế nào ạ? Là một người con của quê hương Lệ Thủy, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Lệ Thủy anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Đặc biệt hôm nay, niềm vinh dự và niềm tự hào đó như càng được nhân lên gấp bội khi chúng tôi lại được hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng 8 và quốc khánh 29. Có thể khẳng định rằng lịch sử của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã có từ bao đời nay và đã được các thế hệ cha ông đi trước giữ gìn và phát huy. Thế trẻ như chúng tôi hôm nay chỉ được biết truyền thống qua những trang lịch sử hay qua những câu chuyện kể của các bậc cao niên. Nhưng tất cả những điều đó cũng đủ để chúng tôi có thể tự hào về những nét đẹp văn hóa độc đáo của miền quê sông nước Lệ Thủy quê tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và có lẽ cái cảm xúc của anh cũng là cái cảm xúc chung của rất đông thế hệ trẻ huyện Lệ Thủy, những người được sinh ra sau chiến tranh. Vậy thưa anh, với những cái giá trị to lớn và ý nghĩa của cái lễ hội đối với này, thì thế hệ trẻ huyện Lệ Thủy cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy những cái giá trị của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống ạ? Rồi, như các bạn đã biết thì lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang hàng năm là cái nét đẹp văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của một miền quê sông nước Lệ Thủy. Nó thể hiện cái cuộc sống cũng như cái phong cách cốt cách của người dân xứ Lệ. Hơn nữa, truyền thống này đã được các thế hệ ông cha đi trước giữ gìn, phát huy và lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Chính vì thế mà mỗi một người dân Lệ Thủy nói chung và tuổi trẻ như chúng tôi nói riêng phải luôn luôn ý thức sâu sắc rằng phải giữ gìn, phát huy và bảo tồn được những cái giá trị của truyền thống đó. Càng tự hào về truyền thống của quê hương Lệ Thủy anh hùng, chúng tôi là càng phải biết trân trọng, phải biết giữ gìn, phải biết làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giáo dục về tinh thần yêu quê hương, tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần thượng võ của trai bơi và gái đua là những người con ưu tú của Lệ Thủy, để lễ hội bơi đua truyền thống Lệ Thủy hàng năm mãi mãi được trường tồn và được phát huy trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 là những mốc son không thể nào quên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và trong những ngày này, mỗi một người dân Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu thì đều hướng lòng mình về Tổ quốc, về Bác Hồ. Trong những ngày này thì mỗi một người dân Việt Nam hướng lòng mình về Tổ quốc, về Bác Hồ, về Bác Hồ với một lòng biết ơn vô hạn. Và ở mỗi vùng quê, mỗi quê hương đều có những cách thể hiện rất riêng. Còn đối với người dân huyện Lệ Thủy thì trong những ngày này thì họ đã làm quả bánh chưng, làm mâm cơm để dâng lên bàn thờ của Bác để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã có công mang lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Dù ai đi Tây về Đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà. Về nhà xem hồi quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 hàng năm, mỗi người con của mảnh đất Lệ Thủy sinh sống trên mọi miền Tổ quốc đều cố gắng sắp xếp công việc trở về quê hương để được đoàn tụ cùng gia đình, được sống trong không khí lễ hội độc đáo trên quê hương mình. Sáng hôm nay, bà Đào Thị Tâm, con gái ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy lại cùng nhau đi chợ chuẩn bị bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, bữa cơm này đặc biệt hơn thường lệ, bởi đây là bữa cơm cúng Bác Hồ nhân ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngay từ sáng sớm, cả con bà đã tập trung về nhà mẹ, mỗi người một việc để chuẩn bị bữa cơm đặc biệt này. Chồng bà, ông Trần Hữu Hùng cũng thức dậy từ sớm, lau dọn bàn thờ, chuẩn bị mọi lễ vật để cúng Bác. Không chỉ gia đình ông bà, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, hầu như gia đình nào ở Lệ Thủy cũng có bàn thờ Bác đặt ở vị trí trang trọng. Hai năm nay, trên bàn thờ Bác Hồ, trong mỗi gia đình ở Lệ Thủy có thêm di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài của quê hương. Vào ngày Tết độc lập, cùng với việc tham gia lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang, nhà nhà ở Lệ Thủy còn gói bánh trái, mua hoa quả, làm mâm cơm kính dâng lên Bác, tưởng nhớ đến công ơn trời biển của người. Làm mâm cơm cùng Bác Hồ, Bác Giáp trong ngày Tết độc lập là cách bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân của người dân Lệ Thủy đối với công lao của hai Bác trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Chính vì thế, ngày Tết độc lập đã trở thành một ngày thiêng liêng mang bản sắc riêng của người dân Lệ Thủy. Trong tâm niệm người dân, làm cơm dâng lên bàn thờ Bác Hồ là để ghi nhớ công ơn của vị cha già dân tộc, để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu hôm nay. Từ đó nhắc nhở thế hệ trẻ cố gắng học tập rèn luyện để xứng đáng với những sự hy sinh bất mát của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính vì lẽ đó, ngày Tết độc lập đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng, một ngày hội vui tươi sum vầy, mang đậm màu sắc văn hóa của vùng quê cách mạng bên dòng sông Kiến Giang.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đội hình Nam A đang dẫn đầu là đội Tiền Thiệp, thứ hai là đội Lộc An và thứ ba đội Mai Thủy và thứ tư là đội Trường Giang. Vâng, quý vị và các bạn, là đội thuyền bơi Nam A. Lúc này đội thuyền Nam A đang tạm dẫn đầu là đội Tiền Thiệp, thứ hai là Lộc An, thứ ba là Mai Thủy, thứ tư là Thượng Giang. Lúc này 10 đội thuyền Nam B đã đến vị trí thôn Tuy Lộc. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội An Xá chuẩn bị cán đích về thứ nhì. Chúng ta đón đội An Xá, thuyền đua An Xá của chị em An Xá về thứ nhì. Vâng, đội Tuy Lộc chuẩn bị. Thuyền đua nữ thứ nhất là Lộc An, thứ hai là An Xá, thứ ba là Tuy Lộc. Hành trình chặng đua của đội nữ đã hoàn thành. Thứ nhất là đội Lộc An, thứ nhì là đội An Xá và thứ ba là đội Tuy Lộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là 8 đội đua của thuyền đua nữ đã về đích. Lúc này đội Lộc An về thứ nhất, An Xá là thứ hai và Tuy Lộc là thứ ba. Vâng, các đội thuyền đua nữ đang lần lượt về đích. Lúc này là 5 thuyền đua trong 8 thuyền đua của thuyền đua nữ đã về đích, đó là Lộc An về thứ nhất, thứ hai là An Xá, thứ ba là Tuy Lộc, thứ tư là Thượng Phong, thứ năm là Đại Phong. Thank you.
Nam A đang tiến về vị trí Tuy Lộc. Dẫn đầu vẫn là đội Tiền Thiệp, tiếp theo là đội Lộc An, thứ ba là đội Mai Thủy và thứ tư là đội Trường Giang. Thưa quý vị và các bạn,
12 đội của thuyền bơi nam là những trai bơi ưu tú nhất của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trong năm 2015. Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thứ tự của các đội hiện nay vẫn chưa có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là đội Đông Thành, tiếp đó là đội Sông Lai và thứ ba là đội Duy Lộc. Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, lúc này đội Nam B đang dẫn đầu là Đông Thành, thứ hai là Lộc Hạ, thứ ba là Duy Lộc, thứ tư là Sông Lai. Đội Nam A đang bứt phá ngoạn mục thì thứ tự của đội Nam B vẫn không thay đổi. Đông Thành Nam B vẫn đang dẫn đầu và thứ hai là đội Lộc Hạ, thứ ba là Tuy Lộc, thứ tư là Xuân Lai, thứ năm là Mai Hạ. Tài. Đội hình đội Nam A vẫn chưa thứ tự được xếp hạng. Thứ nhất đội Tiền Thiệp, thứ hai đội Long An, thứ ba đội Mai Thủy và thứ tư là đội Thượng Giang. Thành của Nam hạng B đang dẫn đầu và đang tiến gần đến chở tiêu, đến gần chở hạ tiêu. Vâng, đội Nam B đang Đông Thành đang dẫn đầu. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Đông Thành. Vâng, đội Đông Thành đang chuẩn bị chở tiêu, quý vị và các bạn chứng kiến những màn chở tiêu rất thuần thục của đội Đông Thành. Vâng, đội Đông Thành đã chở tiêu, đã hoàn thành chở tiêu, những pha ngoạn mục và rất là đẹp mắt. Thưa quý vị và các bạn, Đông Thành là đơn vị nằm dọc tỉnh lộ 16, đặt cửa ngõ khu huyện Lệ Thủy. Người dân Đông Thành cần cù, năng động, sáng tạo, là thôn phát triển mạnh ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Quý vị và các bạn, đội hình của đội Đông Hà đang chuẩn bị chở tiêu. Sau khi đội Đông Thành hoàn thành chở tiêu, hiện nay đội Lộc Hạ đang tiến vào vị trí chở tiêu. Vâng, đội Lộc Hạ đã hoàn thành chở tiêu. Thôn Lộc Hạ nổi danh với trận Xuân Lai Mỹ Lộc, có nhà bia tưởng niệm ghi dấu những người con yêu dấu của quê hương đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Thôn có 665 hộ với trên 2.000 khẩu. Thôn có địa hình trải dài trên dòng Kiến Giang. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Tuy Lộc. Đội Tuy Lộc chuẩn bị chở tiêu. Vâng, thưa quý vị, đội Tuy Lộc
đội Tuy Lộc đang tiếp cận chở tiêu. Và đội Tuy Lộc đã hoàn thành việc chở tiêu. Tuy Lộc là một trong hai thôn của xã Lộc Thủy thuộc hạ lưu sông Kiến. Đời sống của nhân dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước. Người Tuy Lộc tự hào có miếu thờ Dương Văn An, có làng nghề rượu Tuy Lộc nổi tiếng. Vâng, Xuân Lai đang chở tiêu, đội Xuân Lai đang chở tiêu. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Xuân Lai, vâng. Đội Xuân Lai đã hoàn thành việc chở tiêu. Xuân Lai nổi tiếng với nhiều thợ đò. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Xuân Lai nằm bên tả ngạn sông Kiến Giang, là một trong rất ít thôn còn được duy trì điệu múa Phương Tướng Long Hổ, một nét truyền thống văn hóa đặc sắc của người Lệ Thủy đang dần được hồi phục. Thưa quý vị, thưa các bạn, ba đội Tân Lệ, Đại Phong và Xuân Hồi đang vượt qua vị trí chở tiêu. Lúc này chúng ta thấy đội Xuân Hồi đã vượt lên cả hai đội. Quý vị và các bạn đang chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân huyện lúa Lệ Thủy ở hai bên bờ sông Kiến Giang. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là màn chở tiêu của các đội 5B. Chúng tôi xin tạm thông tin đến quý vị và các bạn. Tạm dẫn đầu lúc này là đội Đông Thành, thứ hai là Lộc Hạ, thứ ba là Tuy Lộc, thứ tư là Xuân Lai, thứ năm là Mai Hạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi đội hình 5B vừa hoàn thành việc chở tiêu, thì đội hình của đội 5A đang đi về khu vực nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và thứ tự của các đội vẫn không có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là đội Tiền Thiệp, tiếp đó là đội Lộc An, sau đó là đội Mai Thủy và tiếp đó là đội Thượng Giang. Suốt chiều dài hơn 24 cây số của đường đua trên dòng Kiến Giang, hàng ngàn khán giả hai bên bờ sông đã chứng kiến và cổ vũ nồng nhiệt cho các nam nữ vận động viên của các đò bơi, thuyền đua. Thank you.
Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì đội hình 5A và 5B đang gặp nhau tại khu vực nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thuật rồi đánh giá thuyền đua đò bơi của các làng trong huyện và bao giờ cũng mong muốn cho đò bơi thuyền đua của mình đạt giải cao trong lễ hội. Sáng nay mùng 2 tháng 9, từ khi chưa tỏ mặt người trên bến dưới thuyền, đông đâu cũng tấp nập người đi dự lễ. Dòng Kiến Giang ngỡ ngàng bởi hàng chục hàng trăm con thuyền được trang hoàng như một rừng hoa rực rỡ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đua thuyền trên sông Giang năm 2015. Và trên màn hình quý vị đang theo dõi đó là đội hình 5A và 5B đang gặp nhau tại khu vực nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Của quý vị và các bạn là thôn Tiền Thiệp, đội đua của thôn Tiền Thiệp, đội 5A đang chuẩn bị chở tiêu. Vâng, đội Tiền Thiệp đang chuẩn bị chở tiêu. Thưa quý vị, thưa các bạn, đội Tiền Thiệp trong đội hình 5A vừa hoàn thành việc chở tiêu. Thôn Tiền Thiệp có địa giới hành chính nằm ở tà ngạn dọc sông Kiến Giang, phía bắc là thôn Hoàng Giang, phía nam khác giáp với thôn Xuân Bồ. Thôn Tiền Thiệp hiện có 87 hộ dân với 359 nhân khẩu, trong đó 70% là làm nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh là đội Lộc An đang chở tiêu. Thiền Nam A, Lộc An đang chở tiêu. Trong khi đó thì đội Mai Thủy đang tiếp cận, để thực hiện việc chở tiêu. Đội Mai Thủy đang hoàn thành việc chở tiêu. Mai Thủy nằm về phía tây của huyện Lệ Thủy, là một vùng bán sơn địa. Và đặc biệt, năm 2014, đội Mai Thủy đã giành giải nhất. Thưa quý vị và các bạn, đội Thượng Giang đang chuẩn bị chở tiêu. Đội Thượng Giang và Lộc Thượng đang chuẩn bị chở tiêu. Đội Thượng Giang đã chở tiêu và tiếp theo sau Lộc Giang là Lộc Thượng. Đội Lộc Thượng đang chở tiêu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thôn Thượng Giang là đơn vị nằm ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Thuyền bơi Thượng Giang là sự kết hợp của liên dân tổ 678, là nơi có truyền thống bơi đua. Từ nhiều năm nay, liên tổ dân phố đã phát triển phong trào bơi đua và đạt thành tích cao.
Ngay từ những ngày đầu tháng 8, Thượng Giang làm lễ hạ thủy rất sớm và được sự đồng tình cao của toàn thể cán bộ, đảng viên. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên màn hình quý vị đang theo dõi là đội hình của đội Phan Xá và An Xá đang tiếp cận vị trí chở tiêu. Hai đội đang quyết liệt để chở tiêu. Đội nào lên trước? Là đội Phi Lộc, thứ tư là đội Xuân Lai và thứ năm là đội Mai Hà. Thưa quý vị và các bạn, lúc này Nam B vẫn dẫn đầu là đội Đông Thành, thứ hai là Lộc Hà, thứ ba là Tư Lộc, thứ bốn là Xuân Lai, thứ năm là Mai Hà.
30 đến 50 mét, ôm ấp lấy các xóm làng nên khoảng cách giữa động viên và khán giả hầu như không có. Đặc biệt lễ hội được tổ chức vào đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và được gọi là lễ hội bơi đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập. Trước kia, làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình dù cố gắng nhiều, nhưng năm nào đò bơi của họ cũng hàng thấp. Người trong làng nản lắm, có năm đình buông chầm thả thuyền. Năm đó, sở bung phao khai cuộc hàng chục đò bơi qua khúc sông làng An Xá, bỗng thấy một thiếu nữ cởi bỏ xiêm y, cả một tòa thiên nhiên nõn nà, đường cong eo lườn nổi lên giữa nền trời như khiêu khích, như mời gọi. Trai bơi các làng bàn như bị hụt hồn trước vẻ đẹp của người con gái ấy, tay cầm chầm có phần lơi lỏng lạc nhịp. Trai bơi làng An Xá trong giây lát đã hiểu ẩn ý sâu xa của người thiếu nữ, cùng nhau siết chặt tay, bắt nhịp, rướn sức. Đò An Xá vượt lên, khi đò bàn hiểu ra thì đã chậm mất mấy nhịp chậm, không sao đuổi kịp. Đò An Xá về đích trước. Đêm ấy làng An Xá mở hội ăn mừng. Riêng người thiếu nữ ấy tự thấy mình đã thất tiết bèn ra sông trầm mình quyên sinh. Linh hồn nàng nhập vào cây cưa, ngày đêm xõa tóc đứng đợi đò bơi. Huyền thoại về người con gái xinh đẹp làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy được lưu truyền. Dân làng lập miếu thờ, gọi là miếu Ba Lỗ, bên bờ sông Kiến Giang để ghi nhớ tấm lòng nàng. Và kể từ đó đến nay, đò bơi làng An Xá luôn giành giải cao trong các cuộc thi. Câu chuyện về người con gái phô bày thân thể lồ thiên để đội bơi trai làng giành chiến thắng như huyền thoại về ý chí, bản lĩnh, con người và văn hóa vùng quê sông Kiến. Làng An Xá, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vùng đất của nghề dệt chiếu, nơi có những làn điệu hò khoan, hò hùi, nuôi dưỡng tâm hồn. Tất cả tạo nên sức sống, cốt cách của con người An Xá. Và không chỉ với làng An Xá, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày Tết độc lập với lễ hội đua thuyền sôi động, hấp dẫn, kỳ thú, đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân sinh ra và lớn lên trên vùng quê sông nước Lệ Thủy. Người dân An Xá, người dân Lệ Thủy, dù đi đâu làm gì, cũng nhớ đến ngày Tết độc lập trên quê hương mình. Đây là dịp để những người con xa quê đoàn tụ để cùng nhau hòa vào không khí sôi động của lễ hội đua thuyền truyền thống. Không chỉ là nét văn hóa đặc trưng của vùng quê sông nước, lễ hội đua thuyền truyền thống thể hiện niềm tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, gửi gắm vào không gian lễ hội ấy là mong ước, nguyện cầu của bà con nông dân trong một vụ mùa tốt tươi, cuộc sống no ấm. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên màn hình quý vị đang theo dõi là đội hình đội Nam B vừa đi qua Tuy Lộc và đang trên đường về đích. Về thứ tự của các đội vẫn chưa có sự thay đổi. Đang dẫn đầu vẫn là đội Đông Thành, tiếp đó là đội Lộc Hà và thứ ba là đội Tuy Lộc.
Nằm trên trục đường 16 cách thị trấn Kiến Giang 20 km về phía tây nam và cách đường Hồ Chí Minh 10 km về phía tây, suối Bang là nguồn nước khoáng đồng thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là một khu sinh thái hỗn hợp gồm sinh cảnh rừng nhiệt đới hết sức đặc thù. Suối nước khoáng đồng Bang có khoảng 200 lỗ phun lớn nhỏ với tổng lưu lượng ổn định khoảng 15 đến 19 lít trên một giây. Điểm đổ sôi cao nhất có nhiệt độ là 105 độ C. Tùy vị trí phun trào trên dòng suối có thành phần tổng thể và thành phần vi lượng với tổng chất rắn hòa tan trong nguồn nước khoáng Bang khoảng từ 550 đến 570 mg trên một lít. Nước khoáng Bang thuộc loại nước khoáng đạt trị bicarbonate, phù hợp cho việc tổ chức khu nghỉ dưỡng, chữa trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho con người. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại khu vực này, bộ đội Trường Sơn, đoàn 559 đã xây đập ngăn nước, tạo điểm hồi thủy giữa hai nguồn nóng và mát để thành điểm tắm nước khoáng nóng và biến nơi đây thành trạm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Bên cạnh nguồn nước khoáng bổ ích cho con người, suối nước khoáng Bang là địa điểm lý tưởng để du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh. Hiện nay, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chữa bệnh suối nước nóng Bang được quy hoạch và mở rộng để phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Đã hàng chục năm nay, công ty cổ phần nước khoáng Bang đang khai thác nước khoáng ở đây đóng chai với dây chuyền công nghệ hiện đại có công suất 10 triệu lít một năm, phục vụ giải khát và nước uống trên thị trường khắp cả nước. Với ước thế là suối khoáng có độ nóng nhất Việt Nam, có bãi ngâm tắm nóng nằm giữa rừng nguyên sinh hoang dã, suối Bang trở thành khu du lịch còn giữ nguyên được nét hoang sơ kỳ bí. Đây cũng là khu du lịch nằm trong tuyến du lịch suối Bang Phong Nha Kẻ Bàng, bãi biển Nhật Lệ của tỉnh Quảng Bình và là tuyến du lịch hấp dẫn gồm suối Bang, khu lăng mộ Lễ Thanh Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp của huyện Lệ Thủy. Khu du lịch suối nước khoáng Bang cũng chỉ cách thành phố Huế 150 km, cũng sẽ là điểm du lịch sinh thái và điều dưỡng hấp dẫn thu hút khách du lịch tuyến Huế, Hội An, Quảng Bình. Khu vực suối Bang trong tương lai sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trên con đường xuyên Việt dọc theo đường Hồ Chí Minh. Nếu ai đến suối Bang sẽ cảm nhận và tận hưởng những cảm giác khó quên. Một tặng phẩm quý giá mà thiên nhiên dành cho mảnh đất Lệ Thủy nói riêng và Quảng Bình, khiến cho du khách chỉ rời khỏi nơi đây luôn mang theo niềm nuối tiếc. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên màn hình quý vị đang theo dõi là đội hình Nam A đang ở vị trí Duy Lộc và thứ tự của các đội vẫn chưa có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là đội Tiền Hiệp, tiếp đó là đội Lộc An và về thứ ba tiếp cận vị trí thứ ba vẫn là đội Mai Thủy. Thuyền bơi Nam A sẽ mang tính chất quyết định cho thứ hạng chung cuộc của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trên màn hình của quý vị và các bạn là đội Nam B đang chuẩn bị về đích. Đội Đông Thành hiện nay vẫn đang ở vị trí thứ nhất. Quý vị, đội Nam B, đội Đông Thành đã cán đích ở vị trí đầu tiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đội Nam B Đông Thành đã cán đích vị trí thứ nhất. Đội Nam B đang về đích. Bây giờ đội Lộc Hạ đang tạm dẫn thứ hai. Vâng, đội Lộc Hạ đang chuẩn bị cán đích. Thưa quý vị, đội Lộc Hạ đang tạm dẫn đầu, đang tạm dẫn ở vị trí thứ hai, và ở vị trí thứ ba đang là đội hình của đội Tuy Lộc. Đội Lộc Hạ đã cán đích về vị trí thứ hai. Đội Lộc Hạ đã về vị trí thứ hai. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Tuy Lộc đang bứt phá và đang dẫn lần đội ở vị trí thứ ba và chuẩn bị cán đích. Vâng, đội Tuy Lộc chuẩn bị cán đích về vị trí thứ ba. Vị trí thứ ba. Trên màn hình quý vị đang theo dõi là đội hình của đội Xuân Lai. Đội Xuân Lai đang nỗ lực để tiếp cận ở vị trí thứ tư. Vâng, đội Xuân Lai đã cán đích ở vị trí thứ tư. Trên màn hình quý vị đang theo dõi là đội đua của Mai Hà. Tiếp gần sau đội Mai Hà là đội Thạch Bàn. Tiếp sau Thạch Bàn là đội Đại Phong đang bám sát. Đội Mai Hà đã cán đích về vị trí thứ 5. Anh ơi, đội Thạch Bàn và đội Đại Phong đang tiến gần về đích. Sau Mai Hà là đội Thạch Bàn và sau Thạch Bàn nữa là đội Đại Phong. Quý vị,
và các bạn đang theo dõi đội hình của đội Đại Phong. Đội Đại Phong vâng, đội Đại Phong đã cán đích. Hai đội Xuân Hồi và Tân Lệ đang tiếp cận nhau. Vâng, đội Xuân Hồi đã tiến lên phía trước và ở vị trí thứ 8. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cán đích của đội Nam B. Theo thứ tự mà chúng tôi vừa nhận được từ ban tổ chức thì thứ nhất là đội Đông Thành, thứ hai là đội Lộc Hạ, thứ ba là Tuy Lộc, thứ tư là Xuân Lai, thứ năm là Mai Hạ, thứ sáu là Thạch Bàn, thứ bảy là Đại Phong, thứ tám là Xuân Hồi, thứ chín là Tân Lệ. Thưa quý vị, thưa các bạn, đội hình Nam A đang chuẩn bị về đích. Và dẫn đầu vẫn là đội Tiền Thiệp. Và các bạn, thôn Tiền Thiệp có địa giới hành chính nằm ở tả ngạn dọc sông Kiến Giang, phía bắc là thôn Hoàng Giang, phía nam giáp thôn Xuân Bồ. Thôn hiện có 87 hộ dân với 359 nhân khẩu, trong đó có 70% hộ làm nông nghiệp, 30% hộ làm nghề trái lưới trên sông. Ngày nay, thế hệ con cháu sau 50 năm lần đầu tiên toàn thôn quyết tâm cùng chung tay góp sức mua đò bơi để tham gia lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2015. Đặc biệt là đã trở lại đường đua xanh vào dịp 70 năm cách mạng tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, thưa các bạn, đội Tiền Thiệp đang xuất sắc tiến lên từ những giây phút đầu tiên và đến bây giờ đội Tiền Thiệp vẫn đang dẫn đầu. Đội Tiền Thiệp đã cán đích. Đội Tiền Thiệp đã về vị trí đầu tiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là thành tích của đội Tiền Thiệp đò bơi Nam A. Tiếp sau đây, đội Lộc An và đội Mai Thủy đang chuẩn bị cán đích. Thưa quý vị và các bạn, đội Lộc An đang chuẩn bị cán đích và theo sau Lộc An là Mai Thủy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Lộc An đã cán đích về thứ hai và sau Lộc An chúng ta chuẩn bị đón Mai Thủy. Mai Thủy đã cán đích về vị trí thứ 3. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Mai Thủy đã cán đích vị trí thứ 3. Đội Thượng Giang đang tiếp cận ở vị trí thứ 4. Đội Thượng Giang, xin chúc mừng đội Thượng Giang. Rồi, cái quà đi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đội hình Nam A đã về đích. Dẫn đầu là đội Tiền Thiệp, thứ hai là đội Lộc An, thứ ba là đội Mai Thủy. Đội Thường Giang đã cán đích ở vị trí thứ tư. Tiếp sau Thường Giang là đội Lộc Thượng. Vâng, đội Lộc Thượng chuẩn bị cán đích. Vâng, đội Lộc Thượng đã cán đích về vị trí thứ năm. Thuyền Nam A về đích. Lần lượt các đội bây giờ đang tạm về dẫn đầu là Tiền Thượng, Lộc An, Mai Thủy và Thượng Giang, Lộc Thượng. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là sau hơn 3 giờ đồng hồ thi đấu hết sức là gay cấn, quyết liệt nhưng cũng không kém phần tinh thần đoàn kết và thượng võ, thì lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Và theo thông tin ban đầu từ ban tổ chức về thứ hạng của các đội như sau: về thuyền đua nữ, về đích thứ nhất thuộc về xã Lộc An, về đích thứ nhì thuộc về xã An Xá và về đích thứ ba thuộc về xã Tuy Lộc. Còn về thuyền bơi hạng Nam B, về đích thứ nhất thuộc về xã Đông Thành, về đích thứ nhì thuộc về Lộc Hạ và về đích thứ ba thuộc về Tuy Lộc. Về thuyền bơi nam hạng A, về đích thứ nhất Tiền Thiệp, về đích thứ nhì Lộc An, về đích thứ ba Mai Thủy. Và một lần nữa xin được cảm ơn tinh thần thi đấu nhiệt tình hết mình của các đội bơi. Và thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy chào mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bảng tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước ta từ một nước thuộc địa thực dân nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 70 năm qua, kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách lớn, giành những thắng lợi vĩ đại, khẳng định vai trò vị thế quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của cách mạng tháng 8, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của cách mạng tháng 8, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 70 năm qua, vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 1945-2015. Tôi muốn nói và hát cho các bạn nghe về một người chiến sĩ. Người chiến sĩ ấy đã có những tháng ngày hoạt động cách mạng bí mật. Rồi đến một ngày, dưới ánh mặt trời phương Đông rực rỡ, người